Xin chào mọi người. Hôm nay, mình rất vui được giới thiệu đến các bạn một loại phân bón cực kỳ hiệu quả. Phân bón hỗn hợp cao cấp 10-60-10-PT-ATT. Đây là loại phân bón được rất nhiều bà con nông dân tin dùng vì những lợi ích tuyệt vời cho cây trồng. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về thành phần của loại phân bón này nhé. Phân bón 10-60-10-PT-E chứa 10% đạm nitơ, 60% lân phospho và 10% kali. Ngoài ra, nó còn được bổ sung thêm các nguyên tố vi lượng quan trọng như bô, sắt, mangan, kem và đồng. Những thành phần này sẽ giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, ra hoa kết trái nhiều hơn, đồng thời tăng sức đề kháng để chống chọi với sâu bệnh. Một điểm cộng lớn của 10-60-10-PT-ATT là có thể dùng được cho nhiều loại cây trồng khác nhau. Từ cây ăn quả, cây công nghiệp cho đến các loại cây cảnh, bạn đều có thể sử dụng cái loại phân bón này. Như vậy, các bạn sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian vì không cần phải mua nhiều loại phân bón khác nhau. Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phân bón 10-60-10-PT-ATT sao cho hiệu quả nhất nhé. Trước tiên, các bạn cần đảm bảo đất trong đã tơi xốp và có độ ấm. Sau đó, các bạn rai đều phân bón lên mặt đất và tưới nước cho phân tan hoàn toàn. Cách này giúp cây hấp thụ các chất dinh dưỡng nhanh và hiệu quả hơn. Khi sử dụng phân bón 10-60-10-PT-ATT, các bạn cần lưu ý một số điều. Đầu tiên, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tiếp theo, tránh để phân bón tiếp xúc trực tiếp với rễ cây non vì có thể gây cháy rễ. Cuối cùng, nhờ bảo quản phân bón ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Tóm lại, phân bón 10-60-10-PT-ATT là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Hãy thử sử dụng ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích từ chúng mình. Chúc các bạn có một mùa vụ bội thu. Dear Plant Fan.